Quý cô chú anh chị mình xem chùa Sẻo Me chép chay rất là kỹ luôn đó mọi người đó. Chép xong rồi lấy mà đục sửa lại cho bằng hết. Coi như là rất là kỹ luôn đó mọi người thấy không? Mà bào bỏ hết để vuốt cho bằng cho chay nó bị xì chảy đó mọi người. Bởi vì mỗi một ghe thì có một cách chép chay là khác nhau. Có một chỗ thì rất là kỹ, có một chỗ thì cũng chét sơ sơ thôi, không có chỗ nào như chỗ nào đó. Mọi người xem à, có đường chỉ chay không? Wow, ok luôn ha. Đó, vậy là Dũng Thơm xin mời tất cả đại gia đình mình cùng xem với Dũng Thơm TV. Chét chay quá kỹ luôn đó mọi người. Và đặt cầm phòng thơm TV cơ sô mà cầm phòng ôn mà lần đã xin cùng đua xa. Phòng ôn mà cơ nhà tuột đầm một bộ chọc cho men việc học vì quạt xây rồi còn phòng thông lọc gọi là bảo mạng thuộc mình thuộc được đôi chìa hạt là đôi chìa men ca chọc cho nó đôi chìa sạch chàng thuộc nè nè người ta chọc hay vô lẹt chất thuộc cho chính nó khi xa mở thêm vào miền hô rồi mình hô đó người ta chính ấy xô mình cho nhà ông bà mình nó lớn đã dùng cùng đua xa yên tết xa nà tạm mẹ bà ta xô mà họ quân xô mà chơi yên tết xa nà tạm mẹ bà ta nè nó cho hô vậy ta cho hô nó bắt đầu bị vô lẹt cái chú chứ người xô mà chơi yên tết xa nà xô mà họ quân quá đẹp luôn mày ơi, nhìn thấy đường chai chét rất là kỹ. Này cũng là năm festival Giang Hồ đó mọi người, mình ra cái khâu chuẩn bị là lúc nào là cũng kỹ dầu đó mọi người, kho lại rồi chét cho bóng bọt chét rồi mọi người đó, rất là kỹ. Đây là phần trong của đường ghe đó mọi người đó. Quá đẹp luôn, phần trong này là cũng chưa có cắt qua bộ lon đó mọi người, tán nó còn nguyên hết trơn. Khi nào chép chai rồi lật xong sơn xong rồi mới bắt đầu cắt bỏ hết cái bộ lon nó tán đó mọi người, cắt rồi bắt đầu lấy dũa đục rồi mài lại cho nó bằng hết cho nó bị bén. Đã, cũng chưa có cắt còn nhà coi như là còn nguyên đó mọi người. Đó, các bạn xem đây là chiếc ghe cũ đó mọi người, cũng có tham gia năm 2020, cũng đã vào top 32-16 đó mọi người. Năm nay cũng không còn để tham gia nữa. Chiếc ghe năm 2020 cũng đã có tham gia, cũng lọt vào top 16. Đó, mọi người xem nha, đầu đinh nó còn tán, nó còn nguyên, chưa có được cắt. Xong vậy là khi nào sơn sửa lật lại y như cũ là bắt đầu cắt. Dáng này cũng rất đẹp đó mọi người, cũng không có một dấu sấy luôn đó mọi người xem ha. Đà xã đi ta men đi dạo á, châu bên ông toàn cắt đấy nâu thằng hóa ngàn áp lên nào lên po là này hơi mình chụp cho mình lập vui mình cắt xong mà bằng bôi những gì tài với những cái sản phẩm học nè sạch người ta vậy thì tôi làm ở năm thì còn xong là phải mua năm cái thì còn thì tôi vừa chắc còn nặng năm thì còn mà thấy nó có tôi bàn về còn vòng còn mua thì đọc sản xuất pi bạn chuột chay nằm lên bàn hoặc mây bởi vì tôi là nông festival nó năm thì con số nó phải biến chung là bằng ôn đến Tesla thì nó khá nè hay còn công ty bị được không một hóa chút rồi mình đã sang cùng đua xa với những Tesla thì nó khá nè bà đã nộp nó chọc video thì có sớm mà chung bố đã bằng ôn nhanh nhìn lâu đã sang cùng đua xa nó sắp xảy mình có thể học nè bà sớm họ cũng sẽ chạy như lại sẽ bằng công ty bị không. Cuối thì Dũng Thơm TV cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng xem và ủng hộ Dũng Thơm TV.
DVD luôn luôn là làm video mới về ngôi chùa cho mọi người xem. Xin cảm ơn tất cả đại gia đình mình rất nhiều.